Việc theo trà dinh thuộc chi nhánh tập đoàn công nghiệp diễn thông quân đội đã trao 170 suất học bổng vì em hiếu học. Việc theo trà dinh tổ chức trao 170 suất học bổng cho học sinh nghèo vừa khó, có thành tích cao trong học tập tại 17 xã đặc biệt khó khăn, dùng đồng bào dân tộc và các xã dùng bãi ngang ven biển thuộc các huyện Châu Thành, Cầu Ngang, Trà Cú, Dương Hải. Mỗi suất học bổng có trị giá 2 triệu đồng. Tổng giá trị học bổng trao tặng trong năm học này là 340 triệu đồng. Chương trình vì em hiếu học do việc Theo phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo Hội khuyến học Việt Nam triển khai từ năm 2014, thời gian thực hiện trong 10 năm. Tại tỉnh Trà Vinh trong 8 năm triển khai, việc theo tỉnh đã lan tỏa chương trình vì em hiếu học có hiệu quả. Hơn 2.440 số học bổng đến tay các em học sinh với tổng giá trị trao tặng hơn 2,7 tỷ đồng. Đây là một việc làm có ý nghĩa thiết thực góp phần động viên các em học sinh yên tâm đến trường, cũng như góp phần xây dựng mầm non tương lai cho đất nước và truyền tải thông điệp khi triệu ước mơ nhỏ cần một nghĩa cử lớn.